Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 8 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam đang được giao dịch quanh ngưỡng 1951 đô la Mỹ trên một ao, tăng 23 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm sáng ngày hôm qua. Giá vàng thế giới tăng mạnh khi các nhà đầu tư chuyển sang tài khoản trú ẩn an toàn với hy vọng nền kinh tế toàn cầu hồi phục sau đại dịch COVID-19. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cảnh báo rằng nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với sự thay đổi hỗn loạn với việc đất nước này ngày càng phụ thuộc vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng. Trong khi đó, vaccine AZD-7442 của AstraZeneca đã được thử nghiệm trên người trong một bước tiến cho các thử nghiệm giai đoạn 1 của công ty và để tìm ra phương pháp chữa trị tiềm năng. Sự lạc quan tiếp tục đến từ việc các quan chức Mỹ và Trung Quốc khẳng định cam kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã giới hạn đà tăng của vàng, nhưng các thằng tiếp tục âm ỉ khi hai bên vẫn bất đồng về các vấn đề khác. Tuần này, sự kiện quan trọng nhất ảnh hưởng tới giá vàng là hội nghị thường niên hàng năm của Fed tại Jackson Hole và chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ có bài phát biểu vào ngày 27 tháng 8. Ông Powell sẽ cung cấp manh mối về phương án điều chỉnh chính sách tiền tệ của Mỹ của Fed trong hội nghị sắp tới và đây sẽ là một trong những yếu tố tác động mạnh tới giá vàng. Mặc dù vàng giảm trong hơn một tuần qua, nhưng nhiều dự báo vẫn cho rằng mặt hàng này còn đang ở trong xu hướng tăng dài hạn. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng trong nước phiên sáng nay cũng đã có sự biến động so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. Tại các tỉnh thành phố từ Bắc xuống Nam, giá vàng SGC hầu hết được điều chỉnh tăng 250.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, cụ thể được niêm yết với mức giá như sau. Tại SGC Hà Nội và SGC Đà Nẵng đều có chiều mua vào là 55,2 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,22 triệu đồng trên một lượng. Tại SGC Nha Trang có chiều mua vào là 55,19 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,22 triệu đồng trên một lượng. Tại SGC Cà Mau có chiều mua vào là 55,2 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,22 triệu đồng trên một lượng. Tại SGC Bình Phước có chiều mua vào là 55,18 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,22 triệu đồng trên một lượng. Tại SGC Huế có chiều mua vào là 55,17 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,23 triệu đồng trên một lượng. SGC Biên Hòa, SGC Miền Tây và SGC Quảng Ngãi đều có chiều mua vào là 55,2 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,2 triệu đồng trên một lượng. Tại SGC Quy Nhơn có chiều mua vào là 55,18 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,22 triệu đồng trên một lượng. Tại SCC Long Xuyên có chiều mua vào là 55,22 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,25 triệu đồng trên một lượng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng các loại sáng nay cũng đã có sự điều chỉnh tăng so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. Cụ thể được niêm yết với mức giá như sau. Tại SGC thành phố Hồ Chí Minh từ 1 lượng đến 10 lượng, giá mua vào là 55,2 triệu đồng trên một lượng, tăng 250.000 đồng và bán ra là 56,2 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng. Nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ có giá mua vào là 53 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 54 triệu đồng trên một lượng, tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 4 số 9 có giá mua vào là 52,6 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 53,7 triệu đồng trên một lượng, tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 24K có giá mua vào là 51,568 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 53,168 triệu đồng trên một lượng, tăng 396.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 18K có giá mua vào là 38,229 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 40,429 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 14K có giá mua vào là 29,26 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 31,46 triệu đồng trên một lượng, tăng 233.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 10K có giá mua vào là 20,345 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 22,545 triệu đồng trên một lượng, tăng 167.000 đồng ở cả hai chiều. Còn tại một số tổ chức lớn, giá vàng hôm nay đang được niêm yết với mức giá như sau. Tại Đông Di, thành phố Hồ Chí Minh có giá mua vào là 55,3 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,1 triệu đồng trên một lượng, tăng 350.000 đồng ở cả hai chiều. Tại Doji Hà Nội có giá mua vào là 55,35 triệu đồng trên một lượng tăng 300.000 đồng và bán ra là 55,95 triệu đồng trên một lượng tăng 200.000 đồng. Tại PNG thành phố Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội đều có chiều mua vào là 55,1 triệu đồng trên một lượng tăng 150.000 đồng và bán ra là 56,2 triệu đồng trên một lượng tăng 400.000 đồng. Tại Phú Quy SGC có chiều mua vào là 55,3 triệu đồng trên một lượng tăng 150.000 đồng và bán ra là 56,1 triệu đồng trên một lượng tăng 250.000 đồng. Tại tổ chức Mi Hồng có chiều mua vào là 55,45 triệu đồng trên một lượng, tăng 350 000 đồng và bán ra là 55,85 triệu đồng trên một lượng, tăng 200 000 đồng. Tại Bảo Tín Minh Châu có chiều mua vào là 55,17 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,83 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Còn tại một số ngân hàng lớn, giá vàng SJC cũng đã có sự biến động so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. Cụ thể được niêm yết với mức giá như sau: Tại ngân hàng Eximbank có giá mua vào là 55,3 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56 triệu đồng trên một lượng tăng 500 000 đồng ở cả hai chiều. Tại ngân hàng ACB có giá mua vào là 55,3 triệu đồng trên một lượng tăng 300 000 đồng và bán ra là 56,2 triệu đồng trên một lượng tăng 300 000 đồng. Tại ngân hàng Sacombank có giá mua vào là 54,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,2 triệu đồng trên một lượng không có gì thay đổi. Tại ngân hàng SCB có giá mua vào là 55 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56 triệu đồng trên một lượng tăng 300 000 đồng ở cả hai chiều. Tại ngân hàng Maritime Bank có giá mua vào là 55,1 triệu đồng trên một lượng tăng 400 000 đồng và bán ra là 56,8 triệu đồng trên một lượng tăng 300 000 đồng. Tại ngân hàng TP Bank Gold có giá mua vào là 55,35 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,95 triệu đồng trên một lượng tăng 300 000 đồng ở chiều mua vào và 200 000 đồng ở chiều bán ra. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng ngày hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường thì có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email là banbiên tập a.invest.com.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.